Các Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào một bài kệ của Thiền sư Trường Nguyên. Thưa các vị Thiền sư Trường Nguyên, sinh năm 1110 và mất 1165. Mình đọc một chút về sơ lược hành trạng của Ngài cho các vị nghe. Sư họ Phan, quê ở Trường Nguyên, huyện Tiên Du. Tiên Du gì như vùng Bắc Ninh của miền Bắc. Xuất gia thọ giáo với Thiền sư Đạo Huệ, dòng Vô Ngôn Thông thứ 9. Rồi sau khi được Thầy ấn chứng rồi thì sư vào Từ Sơn, ẩn cư tới 5-6 năm. Và thời vua Lý Anh Tông rất là ái mộ, cho nên nhờ bạn của sư mời về Kinh Đô Thăng Long. Và khi sư về đến chùa Hương Sát, tức là một cái tự viện gần Kinh Đô Thăng Long, thì sư thấy hối hận, cho nên chưa gặp vua là ông đã trốn ngược lại về núi rồi. Và làm một bài kệ cho đồ chúng. Bài kệ nó được dịch như thế này: Khỉ vượng bồng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không mối manh. Xuân về quanh hót trong vườn huyện, thu đến cúc cười mất dáng hình. Đại ý của bài kệ này nói là loài thú rừng như khỉ vượng thì nó dạo chơi rất là thanh thản ở núi xanh, cũng giống như các bậc hiền thánh ngày xưa ẩn cư, không để cho vua chúa triều đình đem lợi danh để câu nhử gì về đời sống của các vị cả. Và cái sự thảnh thơi nhất của người tu là được sống nhàn hạ nơi núi rừng, và hãy nhìn cỏ cây chim muông thú rừng, xuân về thì chim quanh nó hót, và thu đến thì cúc nó nở nụ cười, không buồn để cho nhân thế chiêm ngưỡng khen ngợi gì cả. Đó là đời sống của sư. Đi ngang qua một chút để cho chúng ta nhận diện về cái con người này. Và đặc biệt là sư có một bài pháp ngữ rất là hay. Một hôm sư dạy chúng một câu ngắn ngắn mà mình trích ở đây rất là hay, là lạ thay, tại sao các chúng sinh này có đủ trí tuệ Như Lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến cho họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước trong tự thân, mà thấy được trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình để được lợi ích an lạc. Đó là pháp ngữ của ông dạy rất là ngắn nhưng mà rất là hay. Và chúng ta sẽ trích cái bài kệ ông Thị Tịch. Kệ Thị Tịch là kệ gì? Tức là trước khi mất viết lại một bài kệ để lưu lại trong nhân gian, gọi là kệ Thị Tịch. Bài kệ như thế này: ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần, tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân, thể vốn tự nhiên, hiện vật không thiên, tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân, dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm xuân, đứng múa gái sắc, đánh trống người gỗ. Đó là bài kệ Thị Tịch của ông. Và chúng ta chép bài kệ này rồi chúng ta đi vào bài học này. Mình chép cái bản tiếng Việt thôi. Ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần. Đây là thiền sư Thường Nguyên nha. Thường Nguyên. Và sinh 1110, mất 1165.
Đây là bài kệ thì tịch. Ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần. Phía sau các vị thấy không? Mình đọc rồi muốn gì chép theo cũng được. Ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần. Tâm phủ lóng tột cùng vật không thân. Tâm phủ lóng tột cùng vật không thân. Thể vốn tự nhiên, hiện vật không thiên. Thể vốn tự nhiên, hiện vật không thiên. Thiên này có nghĩa là thiên lệch á, không có nghiêng vào bên nào hết á, gọi là không thiên. Trong nguyên văn chữ Hán á, chữ thiên mình chưa có tra kỹ, nhưng mà theo cái nghĩa của nó có thể nhận diện như thế này. Cái thể nó sáng tỏ như một mảnh gương rất là trong, và nó hiện ra mọi vật phản chiếu trước nó không có tì vết, không có một cái thiếu sót nào, gọi là không thiên, hiện vật không thiên. Tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân. Dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm xuân. Dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm xuân. Đứng múa gái sắc, đánh trống người cây. Hai câu cuối này có nghĩa là gì? Nguyên văn đó là cái người con gái bằng sắt, tức là một cái hình nộm mà đứng múa, và một cái người con trai bằng gỗ, tánh trống, có nghĩa là cái chuyện rất là phi lý, không có một chút gì bình thường trong đời sống, rất là nghịch lý. Hai cái câu này nó có nghĩa là vậy. Chữ bóng trần có nghĩa là quang ảnh. Ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần có nghĩa là gì? Thưa, ở giữa cuộc đời này, lao sao như bao nhiêu người, vẫn sống, vẫn chết, vẫn ăn, vẫn thở bình thường như bao nhiêu người, gá với hình hài con người, sinh diệt như bao nhiêu con người, nhưng mà lại không dính gì với sinh với diệt của con người cả. Vẫn ăn, vẫn thở như bao người, nhưng mà cái con người đó không dính gì với đời sống giữa nhân gian. Hay nói một cách dễ hiểu là cái con người chân thật, tức là cái vị Phật nơi chính hình hài năm uẩn của các vị. Hình hài các vị thì già, thì bệnh, đôi khi thì phiền não khổ đau, nhưng mà cái tâm Phật bất sinh của các vị nó không có già, không có bệnh, không có phiền não khổ đau gì cả. Cái đó nó đang có trong các vị. Dễ hiểu rồi ha. Tức là ở chỗ bóng trần mà thường lìa bóng trần là như vậy. Ở giữa cuộc đời như bao con người, mà không phải là con người sinh diệt, gắn với hình hài của các vị, thế nhưng mà không có già, không có bệnh, không có chết gì cả. Mà nhận ra cái này thì tu mới thành Phật. Còn mình không nhận ra thì mình tu không có đời kiếp nào thành Phật được cả. Tâm phủ lóng tột cùng vật không thân, tức là trong đáy lòng của các vị mà nó sạch, nó lóng lặng, không còn một chút gợn phiền não nào, thì tự nhiên là các vị không dính gì với muôn vật ở nhân gian này cả. Các vị là tấm gương phản chiếu mọi thứ, chứ các vị không phải là mọi thứ. Thể vốn tự nhiên, hiện vật không thiên, là cái tự thể, cái tâm chân thật của các vị nó vốn sẵn có vậy rồi. Nó hiện mọi vật như gương sáng hiện ra mọi vật, mà nó không phải là mọi vật. Cái mảnh gương kia nó phản chiếu mọi thứ, thứ gì đến trước nó thì nó đều hiện hình, nhưng mà nó không phải là những cái thứ hiện hình, nó là mảnh gương, phải không? Còn mình đó thì do mình vụng về, mình dở, cho nên cái gương nó phản chiếu hình ảnh con ma thì mình thấy mình là ma. Nó phản chiếu hình của con quỷ thì mình thấy mình là con quỷ.
có nghĩa là gì? Khi cái giận nổi lên, cái mình thấy mình giận, mình quên. Cái giận là cái bị phản chiếu, chứ mình không phải cái giận. Các vị hãy nhớ điều này nha. Các vị làm bộ nổi giận này, các vị soi gương, các vị thử nhìn cái mặt gương coi, mình không phải là cái giận như vậy, mà mình là người nhìn thấy cái giận. Khi mà tâm phủ mình nó lóng lặng, khi mình an trú được ngay cái tự thể nhận biết á, thì mình không có dính gì với cái hình ảnh đó phản chiếu trên gương cả. Rồi khi các vị tu tập giỏi thì các vị không phải là cái buồn, không phải là cái giận. Tất cả cái ấy nó có thể sinh nơi các vị, nhưng bây giờ các vị là người nhìn thấy nó. Ta là người nhìn nó, ta không phải là nó. Hiểu chỗ này được chứ ha, dễ hiểu ha. Cái tự thể của ta vốn là mảnh gương trong sáng, ta không phải là những hình ảnh hiện trong gương nha. Nhớ đừng có đồng hóa mình với những hình ảnh hiện trong gương. Tài bằng trời đất vượt cả nhân luân. Thưa các vị, cái đời sống của chúng ta, ta học hành nhiều lắm là ta có được cái PhD là tài lắm rồi. Ta làm được ông tỷ phú là ngon lắm rồi, nhưng mà cái đó không phải là tài lắm đâu. Một đời người luyện cuộc sống mình vô cái chuyện làm giàu, kiếm tiền, có trình độ tri thức, cái chuyện nó mất một đời để làm chuyện đó không xứng đáng lắm đâu. Đành rằng kiếm được một chút miếng ăn, kiếm được chút danh trong cuộc đời, nhưng nó không đáng để mình đầu tư chuyện đó. Tại sao? Không có ông nhà giàu là không chết cả, không có ông tỷ phú là không có buồn phiền khổ đau bất hạnh cả. Thử hỏi mấy anh tỷ phú coi, có khi anh không ngủ ngon đâu. Thử hỏi anh coi, anh mất tiền mất bạc anh cũng nổi giận đùng đùng, anh mất người yêu anh cũng thất vọng thất tình, cũng tự giận như chơi. Và nếu cái chuyện này không phải như vậy, thế thì các vị hỏi mấy cái anh minh tinh bằng bạc thôi, có khi nó tự giận rất là sớm. Thất tình nó tự giận thôi à, mất danh nó tự giận thôi à. Thế thì tất cả những cái năng lực của đời người đầu tư những chuyện đó nó hơi vô lý á. Mình phải đầu tư để nhận biết được là mạng sống mình nó ngắn lắm, có mặt trên cuộc đời này lao sao cho vui. Nhưng mà cái mục đích chính của đời sống là các vị phải tìm lại chính các vị, phải nhận biết ta là cái gì, ta sinh ra trong cuộc đời này, ta đến lao sao một giai đoạn ngắn thôi rồi ra đi chứ không ở lâu đâu. Cho nên phải tìm cho ra cái gì là cái chân thật nhất của đời sống mình, để đừng luyện đời mình vào chuyện sinh diệt mất còn. Và tài của cái năng lực trong tự thân các vị, tức là cái năng lực Phật của các vị đó, nó vượt xa hơn cả đất trời, nó vượt xa hơn ngàn vạn con người lao sao những khổ ải này, vượt xa hơn chứ nó không phải là ngang tầm, nó không phải là chỉ có mặt để kiếm cái ăn cái mặt cái lợi cái danh, kiếm một chút tình, chút ái ân của giữa nhân gian để an ủi đời sống mình, không có cô liêu, không phải vậy. Đời sống mình nó không phải, nó thấp chừng ấy đâu, nó cao hơn rất là nhiều nếu các vị biết sống. Dưỡng nuôi muôn vật cùng vật làm xuân, nó là cái năng lực sống nuôi dưỡng hòa mạng này, nuôi dưỡng cỏ cây đất trời, nuôi dưỡng cả hành tinh nữa. Cái tâm Phật của các vị nó bao la như không gian mênh mông. Không gian thì còn có hạn lượng, hư không thì còn có thể đo được, có thể lường được. Thế nhưng mà tâm Phật của các vị, cái đó không đo không lường được, nó vô hình vô ảnh, cho nên nó không có thời gian và không có không gian để đo. Cái đó các vị đang thụ hưởng, đang thọ hưởng nơi thân của các vị. Nó dưỡng nuôi muôn vật, nó làm mùa xuân cho đất trời, cho vạn vật. Ngay trong đời sống mình mà mình nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi, thì đời sống mình nó không có u buồn phiền não. Mình vượt ngang qua cuộc đời này rất là nhẹ. Mình không có bị nổi chìm trong những nỗi niềm buồn giận thất vọng khổ đau. Mà không nếm được nó thì thưa các vị, cuộc đời nào cũng bất hạnh hết. Giàu cũng bất hạnh, nghèo cũng bất hạnh, con vua cháu chúa cũng bất hạnh. Rồi các vị được 10 người, 20 người thương bao quanh các vị cũng bất hạnh á. Cái cô đơn là cái gì? Tự thân đời sống của ta phải nếm thôi à. Rồi ta nếm vô thường, nếm khổ ải, nếm bất hạnh khổ đau. Cho nên nếm được cái hương vị chánh pháp và tu tập được thì đời sống các vị mới vượt ngang qua những cái tầng khổ của thế nhân. Và hai câu cuối là một cái câu như một câu thần chú,
gieo vào tâm thức chúng ta một cái nỗi nghi ngờ, đó là tầng cạn. Mình hiểu những câu nói của nhà thiền nó như vậy. Tầng sâu là những câu nói này nó rất ư là nghịch lý, để cho chúng ta biết là cái mức độ để thâm hiểu được giáo lý của nhà thiền, cái gì phải đi nghịch lại với những cái quan điểm của đời sống của chúng ta. Cái quan điểm đời sống của mình là thế nào? Quan trọng nhất là ăn, quan trọng nhất là tiền, quan trọng nhất là lợi, quan trọng nhất là danh, quan trọng nhất là tình. Tất cả những cái ấy, cái chu kỳ chảy xuôi của đời người rất là quan trọng. Thế nhưng mà đang đi trên đường tìm đạo, thưa các vị, mọi thứ đều phải ngược lại. Ngược có nghĩa là gì? Ngược có nghĩa là các vị xả ly cái chấp thì bản ngã của các vị. Cái này là ta, cái đó đối với đạo không phải vậy. Các vị không phải là hình hài này. Vui buồn cũng không phải là các vị. Suy nghĩ miên man không phải là các vị. Những cái mà mình gọi là an lạc, hạnh phúc, vân vân, những cái đó các vị phải đi ngược lại cái chiều kích của đời thường xã hội, các vị mới nếm được những gì Phật pháp. Bằng không thì cả một đời mình cứ nổi chìm trong cái chuyện xoay tròn thuận theo dòng chảy của tử sinh luân hồi thôi. Đó là nhiều mức độ đứng trong những câu này, nhưng mà mức độ nó đánh động tâm thức ta là câu này nó như một câu thần chú rất là vô nghĩa, nó đánh động vào tâm thức của các vị để các vị nhận ra một điều là đạo lý của nhà thiền muốn mở được con mắt là phải đi ngược lại những cái quan niệm đời sống nhân gian của chúng ta. Đó là đôi điều mình đi ngang qua cái bài thơ này. Và cái câu mà mình trích rất là hay đó là pháp ngữ của ngài: lạ thay, tại sao các chúng sinh này có đủ trí tuệ Như Lai mà ngu si, mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết. Chẳng thấy chẳng biết cái gì? Chẳng thấy chẳng biết là ta có đức tướng trí tuệ của Như Lai mà cứ cam nhận mình là phàm phu, cứ cam chịu mình là cái người phiền não khổ đau, để rồi tự mình chuốc lấy phiền não khổ đau, không có chịu mở con mắt ra để thấy ta không phải là phiền não khổ đau. Các vị chỉ cần mở con mắt mộng thôi thì các vị vượt thoát phiền não khổ đau. Các vị nhìn vào tự thân của các vị để thấy là ta vốn là vô ngã, thế thì các vị vượt ngang qua khổ đau liền. Có can đảm vượt hay không, hay là chấp nhận mình chìm trong khổ đau thôi? Hãy hỏi coi mình có chịu bỏ khổ đau xuống hay không, hay là thích mang nó để hành hạ mình thôi. Cái khổ đau tự bản chất nó không có, nó không dính gì các vị hết. Tự mình buộc mình vào khổ đau, tự mình làm khổ mình thôi, chứ không hề có cái khổ nào ai quàng vô cổ các vị để các vị khổ hết đó. Nhìn lại mà coi, thiệt nó là như vậy, chứ không phải mình cường điệu mình nói để cho các vị để khích lệ gì, hay là để gây ấn tượng gì cho các vị. Không có, cái chuyện đó rất là thật. Nhìn lại coi, khổ do mình thôi. Mình đi vào từng phần của cái bài này để coi mình có làm cái đại ý của bài này hay không. Mình không có ghi đại ý, các vị tự đặt cho nó cái đại ý đi, không cần mình cũng được. Học bữa nay giỏi rồi, nghe cái bài này nhận hiểu về nó rồi tự mình viết cái đại ý. Mình đi vào từng hai câu thôi. Tại quan tại trần thường ly quan trần, câu đầu này. Tại quan tại trần thường ly quan trần, ngay trong chốn bụi hồng mà không dính gì với bụi hồng cả. Có ba điều để mình đi vô cái phần này. Thứ nhất là phàm nhân và các bậc thánh. Điều thứ hai đó là hoặc là phàm hoặc là thánh. Thưa đại chúng là tại quan tại trần thường ly quan trần. Cái câu này rất là hay. Điều thứ nhất chúng ta lưu ý là phàm nhân hay các bậc thánh gì cũng sinh ra giữa nhân gian này giống như nhau, cũng có hình hài như nhau, cũng ở trong môi trường sống như nhau. Hoàn cảnh mà nó có bức ngặt, ép bức các vị
hay là cái mức độ kinh tế của nước Mỹ mà nó suy thoái thì nó ảnh hưởng chung đến mọi người, chứ nó không hề chừa ông thánh nào ra cả. Sống trên đất nước này thì chịu chung cái quy luật như nhau. Rồi ví như một đất nước mà chiến tranh hoạn họa thì thưa các vị, cũng chịu chung cái nghiệp chiến tranh giống như nhau. Ông thánh cũng có hình hài như ta, ông cũng già như ta, đói bụng ông cũng lung như ta, chứ không có phải là đói bụng rồi ông không biết đói đâu. Thưa các vị, đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Rồi nếu mà nhốt ông chừng nửa tháng không cho ông tắm thì đến gần ông cũng hôi rình, chứ ông không có thơm phức gì đâu. Đó là cái rất là thực của con người trong nhân gian này. Thế nhưng mà phàm nhân các bậc thánh nó khác nhau ở cái phẩm chất, chứ không phải khác nhau về cái cấu trúc hình hài là một, hoàn cảnh sống là hai. Khác nhau cái phẩm chất đời sống, nghĩa là người kia bên ngoài của họ là cái bình đựng nước như ta, nhưng mà ở trong họ đựng cái thứ nước khác. Còn mình thì cái bình của mình đựng cái loại nước khác, cho nên khác nhau ở nội dung chứ không phải khác nhau ở đời sống và hình thức. Nếu mà cái nội dung của anh bỏ trong đó rất là đầy cái phẩm chất ngọt ngào thì người ta gọi đó là bình nước đầy hồ hay là bình sữa. Còn nếu cái bình kia nội dung của nó là người ta đựng thuốc độc thì thiên hạ gọi nó là bình thuốc độc, phải không? Rồi cái điều này mình nói rất là nhiều lần, cho nên quà tặng của Thượng Đế đến với mọi người giống như nhau, thế nhưng mà làm đầy nội dung đời sống do anh chứ không phải do Thượng Đế. Đó là cái từ trong Kitô người ta dùng, nhưng mà từ trong Đạo Phật thì làm đầy nội dung đời sống của anh do chính anh bỏ vào từng ngày. Anh suy nghĩ điều hiền thiện, anh để vào tâm thức anh mỗi ngày một chút lòng rộng mở yêu thương, vị tha. Thế thì đời sống anh càng ngày càng tràn đầy cái hương vị của thương yêu ngọt ngào, và đời sống anh càng ngày càng có phẩm chất của thánh. Và điều thứ hai chúng ta chia sẻ, hoặc là phàm hoặc là thánh, nghĩa là gì? Mức độ bình thường, hoặc anh muốn làm thánh hoặc anh muốn là phàm, do chính anh, chứ không có Thượng Đế nào giúp anh cả, cũng không có bố mẹ người thân nào giúp cuộc đời anh cả. Có thể anh ở trong môi trường rất là thuận, rất là hợp lý để nuôi dưỡng đời sống anh, thế nhưng mà anh không nuôi dưỡng đời sống anh bằng cái phẩm chất thánh, thế thì anh vẫn cứ là phàm thôi. Anh ở trong cái điều kiện tuyệt vời để làm cho đời sống anh hạnh phúc, thế mà cả một ngày vừa mở mắt ra là anh kiếm cái chuyện buồn, chuyện giận để anh giận anh buồn, thế thì cuộc đời anh tự làm anh bất hạnh. Còn anh ở trong hoàn cảnh như mọi người đầy khó khăn, nhưng mà mỗi lần mở mắt ra anh tạ ơn cuộc đời, tạ ơn sự sống, hôm nay tôi có được một ngày để làm cho niềm vui nó đầy trong trái tim tôi. Khi tôi còn sống được một ngày, tôi tạ ơn cuộc đời biết mấy. Khi còn sống được một ngày, tôi trân quý từng phút giây trong cuộc đời. Tôi gặp mọi người, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi tôi còn được sống, còn được thở thôi. Thế thì thưa các vị, từ quan niệm đời sống các vị, làm cho đời sống các vị có phẩm chất hay không phẩm chất. Cho nên hoặc là phàm hoặc là thánh, ngay bây giờ ta có thể làm được, chứ không phải đợi ai cả. Ngay bây giờ các vị có thể làm cho các vị vui được, các vị có thể làm cho lòng các vị chất đầy thù hận cũng không khó khăn gì cả. Chỉ cần mình ngồi trầm tư một phút thôi, mình nhớ cái nỗi niềm thù hận của bao người gây cho mình, thì mình thù hận bừng lên như một cái nồi nước đang sôi. Rồi chỉ cần mình ngồi mình hồi ức lại quá khứ của mình, đã thọ ơn rất nhiều người, đã giúp đỡ rất nhiều người, đã đem đến niềm vui cho rất nhiều người, lòng mình tự nhiên nó tràn đầy niềm vui, đâu khó khăn chi. Thế thì hoặc anh là phàm hoặc anh là thánh, tự anh quyết định lấy vận mệnh và cuộc đời anh. Và mình chia sẻ hai điều để trở lại là ngoài hai điều này nó có một cái tầng rất là sâu nữa mà chúng ta có thể làm được, đó là ở ngay trong cuộc đời này ta vượt thoát được
cái sự nhẫn chìm của cuộc đời. Đó là mình quay về đời sống bên trong mình nhận ra cái mặt mũi chân thực nhất của mình đó, nó không phải là mặt mũi này, nó không phải là những cái vui buồn này, nó không phải là những cái suy nghĩ thầm thì này. Mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình bất an, mình lo âu, phiền muộn, mình phiền não cả một đời là do gì? Mình luyện đời mình ra từng trạng, mình quên đi vào chiều sâu của tự tâm mình. Nếu mà mình đi vào chiều sâu tự tâm á, thì mình vượt ngang qua phàm và thánh, chứng nghiệm được mình vốn là Phật, vốn là tâm Phật vô sinh bất động ngay bây giờ ở đây thôi. Đó là cái tầng thứ ba, tầng siêu việt phàm thánh. Có một lần gì như mình đã chia sẻ điều này cùng các vị, cái con đường siêu việt phàm thánh này nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp rất bình thường đó là người ta phải mày mò thực tập từng ngày một, phải làm quen với cái tâm giác ngộ, hay nói một cách khác là phải thực tập đi vào bằng con đường Đức Thế Tôn triển khai là đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, để dần dần có được định lực, có được tuệ giác. Và cái con đường rất là dễ đi, đó là cái con đường hơi thở đưa các vị vào chiều sâu của hình hài các vị. Hít vào biết tôi đang hít vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Các vị dừng lại ngay nơi sát na hiện tiền này, cắt đứt những cái dây mơ rễ má của tâm thức chạy ngược chạy xuôi, dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây, rọi sáng từng sát na của phút giây hiện tại để làm cho định lực càng ngày càng vững. Rồi tự nhiên từ cái tuệ giác đó, các vị mới xả ly được cái chấp ta là thân, chấp ta là vui buồn, ta là phiền não, ta là sự suy nghĩ. Rồi nhận ra cái bầu trời trong veo nơi tâm thức các vị vốn là tâm Phật bất động đang có mặt hiện tiền. Đó là con đường thứ nhất, và ngàn thánh đã đi con đường này. Có con đường thứ hai. Con đường này nó có thể xảy ra trong một vài trường hợp. Có những con người ở trong nhân thế này họ khổ đau cực kỳ, tự nhiên cái khổ đau nó đè lên đời sống họ, nó làm cho con người kia quằn quại trong cơn khổ đau, họ vẫy vùng, họ muốn tự giận tới nơi. Thế nhưng mà bất chợt họ nhận ra một điều là cái buồn, cái giận, cái bất hạnh, cái khổ đau và cái thất vọng này ta không thể chịu đựng nổi nó, ta không thể sống được khi nó còn có mặt. Bất chợt họ nhận ra một điều là có cái nỗi khổ và có cái con người chịu đựng nỗi khổ, ta không thể chấp nhận nó, ta phải chết thôi. Bất ngờ họ nhận ra được hai phần của một trạng thái trong tâm thức họ. Họ nhận ra được là hóa ra là trong hai phần đó, một cái phần là khổ đau đọa đài, một cái phần là không thể chịu đựng nỗi khổ đau này, ta không thể sống được với cái nỗi khổ đau này. Họ nhận ra được trong con người họ có hai phần như vậy, thì họ sẽ suy nghĩ thêm một bước nữa là thế thì hai phần ấy có một phần thật, một phần giả, ta đâu thể là hai người được. Một, ta là người đang luyện đời sống mình vào nỗi khổ đau. Thứ hai, ta là người không bằng lòng nỗi khổ đau này, ta muốn tự hủy đời ta. Trên căn bản tư duy các vị nhận ra có phải như vậy không? Nếu có nỗi khổ đau quằn quại nó đè lên đời ta, rồi có cái tâm thức là ta không thể chịu đựng nỗi khổ đau này, ta không thể sống với nó hoài được, ta phải tự sát. Thế thì trong tự thân các vị có hai phần vậy. Mà hai phần này phải có một phần thật, chứ không hề các vị là hai phần. Thế thì cái may mắn là con người khổ đau cùng cực kia tự nhiên họ buông tay. Họ nhận ra một điều là cái khổ đau lâu nay họ tự đồng hóa vào không phải là họ, mà họ là cái con người nhìn ra cái nỗi khổ đau đang bám theo họ. Họ an trú ngay cái con người thật của chính họ. Thế thì cái khổ đau là cái bên ngoài, cái cảm thọ, cái mà lâu nay họ nghĩ rằng họ không chịu đựng được, họ đồng quá, họ nhập nhằng họ vào nó, cho nên họ cảm thấy là chỉ chết thôi, không thể sống được. Tự nhiên họ rút lui lại, họ an trú ngay con người thật của họ, tức là cái nhận biết của họ về nỗi khổ, thì liền tức khắc họ cắt đứt khổ đau liền. Và điều này nó cũng rất là dễ xảy ra. Khi các vị có nỗi khổ, các vị có cái buồn,
các vị có cái giận, có cái nỗi bất an, các vị đừng làm gì trốn chạy nữa cả. Các vị hãy nhìn cái nỗi khổ đau của ta, nó đang hiện diện sừng sững đây. Ta là người nhìn thấy nỗi khổ đau, thì liền tức khắc các vị thấy rõ là nỗi khổ đau là cái bị nhìn thấy như một người khách bên ngoài xâm phạm vào đời sống các vị. Các vị là người nhìn, thế thì ta không có khổ đau bao giờ. Cho nên liền tức khắc các vị vượt cả phàm, vượt cả thánh. Các vị là trạng thái nhận biết rõ ràng, sáng ngời, tỉnh tại. Và khi ta hiểu được điều này thì thưa các vị, cả một bài kệ dài này chỉ là giải thích hai câu này thôi. Ở ngay giữa trần gian, ngay trong bóng trần, ngay trong quang ảnh, ngay trong đời sống của phàm nhân hình hài này, nhưng mà các vị vượt thoát khỏi nó liền thôi. Ngay trong nỗi khổ bề bộn này, các vị vượt thoát liền thôi. Ngay trong cái sao động bất an này, các vị là người sừng sững nhìn cái nỗi sao động bất an, chứ các vị không phải là nỗi sao động bất an. Nói như thế rồi, người tu thưa các vị, cuộc đời, cái buồn cái vui của nhân thế, cái thất bại, cái khổ đau của thế gian đến với các vị không? Thưa vẫn đến. Chứ không phải là ông thánh rồi những cái khó khăn của cuộc đời không đến với ông đâu. Không phải ông thánh rồi tiền người ta đem cho xài hoài, ông cũng có những lúc không có đồng xu nào trong túi vậy. Thế nhưng mà nghèo là một chuyện nhưng mà không khổ. Còn mình thì chưa nghèo mình đã khổ. Ông thánh thì chừng nào mất việc ông mới lo, và chưa chắc ông đã lo. Mất việc thì cứ mất việc. Còn mình thì đang làm bình thường mà nghe đầu trên sấm dưới người ta bị sa thải, bị nghỉ việc, bị cho về hưu là mình đã lo sốt gió rồi. Chưa đói là đã lo. Và mình khác với thánh nhân ở chỗ là thánh nhân thì đói thì ăn, mệt thì ngủ. Còn mình thì ăn nhưng mà tâm của mình nó không dừng lại ngay chỗ ăn. Tâm mình nó chạy lang thang tứ phía, ăn bữa nay nó lo cái chuyện năm tới nữa. Tức là không bao giờ tâm mình dừng lại ngay nơi đây. Mình khác với thánh là vậy. Thánh thì mệt thì nằm ngủ, mà mình thì mệt mình nằm mà không ngủ. Nằm mà tính cái chuyện đông chuyện tây, trằn trọc trở đi trở về, lăn qua lộn lại, có khi mất vài tiếng đồng hồ để suy nghĩ mà chưa chịu ngủ. Khác nhau là như vậy. Thánh nhân cạn nhất là thế này: tâm họ dừng lại ngay bây giờ ở đây, ở lại ngay nơi thân. Họ soi sáng từng cái nhìn, từng cái thấy, từng cái nghe của họ. Và đời sống như thế chưa là thánh, nhưng các vị đã là người biết thưởng lãm đời sống. Mình bây giờ ăn thì thộn đồ ăn vô trong miệng, nuốt cho trôi, chứ mình chưa có hề biết hương vị thức ăn là gì. Uống một miếng nước, không biết nước này nước gì nữa. Ăn với uống giống như là trư bát giới ngày xưa nuốt nhân xong, chứ mình chưa hề biết hương vị của nó. Còn các vị có một chút tu hành thì thưa đại chúng là mình tận hưởng được cuộc sống. Mình ăn, mình uống những cái đơn giản bình thường như uống một cốc nước lạnh, mình thưởng lãm được. Và mình ngồi chơi với người thân, mình thưởng lãm được sự có mặt của họ, cảm nhận được sự thương yêu của họ. Thưa còn nếu mà các vị để cho đời sống nó tuột qua cả tay của các vị thì cả đời đời sống nó cứ tuột qua cả tay. Mình mới đọc một vài câu chuyện nhỏ nhỏ vui vui. Có một người mẹ, bà viết một cái lá thư gửi trên trang web. Bà nói là con của tôi nó sống với tôi 20 tuổi và nó ra đi một cách rất là bất ngờ. Khi nó đi học trên đường về thì nó bị tai nạn xe cộ nó mất. Và trong giờ nó ngồi học thì nó có gọi điện thoại về cho tôi một cuộc điện thoại. Cái câu nó nói giản dị rất là ngắn, nó nói: mẹ à, mẹ có biết là con thương mẹ nhiều lắm không? Mẹ đang làm gì? Mẹ có biết là con rất thương mẹ. Rồi nó cúp điện thoại. Và tới chừng trưa thì tôi được cảnh sát báo tin là con tôi bị tai nạn giao thông chết mất. Và cái lời tôi gửi gắm đến cho những người có cha có mẹ: xin các vị hãy tận hưởng cái điều kiện các vị đang có trong tay. Các vị không thể biết rằng con các vị có thể ở với các vị lâu hay mau. Các vị không thể biết rằng người thân của các vị, chồng các vị, vợ các vị sẽ ra đi bất cứ lúc nào, có khi không một lời giả từ. Và thưa các vị, đời sống chúng ta là như vậy. Ta ngồi với người mình thương mà lòng ta để đi rất là xa. Ta ngồi với con chúng ta mà ta lòng chất đầy phiền muộn. Rồi đợi đến lúc bất ngờ sự việc xảy ra,
Thưa các vị, lúc đó thì mình ân hận vô cùng, mình nhớ là cuộc đời mình tới ngần này mình chưa có một phút giây ngồi yên bình với người thân của mình, chưa có phút giây yên bình thưởng lãm ly nước, cốc trà, miếng ăn. Đời sống nó cứ tuột qua cả tay các vị. Các vị làm ở đây, nhưng mà thần trí các vị đi tới phương xa hoặc lui về quá khứ. Thế thì ở mức độ cạn nhất của cuộc đời mà nếu ta không tu thì thưa cuộc đời ta đi ngang qua 70 năm trống rỗng. Nhớ lại là bao nhiêu việc mình dường như chưa có hưởng được cái gì, chưa làm được cái gì. 70 năm đi ngang qua cuộc đời, cả một nỗi niềm ân hận, mà nhắc là một chân bước vô hòm rồi thì nhớ là cuộc đời mình có bao nhiêu việc mình chưa làm gì cả. Mình muốn gửi một chút tiền cho bố mẹ mình cũng chưa gửi. Mình muốn nói một lời xin lỗi người thân mình cũng chưa kịp nói nữa. Bây giờ thì nói không được, miệng người ta thọc nhiều ống quá mà mình mê mê tỉnh tỉnh làm sao mà nói được. Thưa các vị, rõ ràng là không tu tập, không mời được tâm thức dừng lại ngay nơi đây để tu, để thưởng lãm đời sống, cạn nhất là mình sẽ không làm được cái chi cả. Và cả một nỗi niềm ân hận nó tràn về khi các vị không còn điều kiện. Tới mất người thân rồi, muốn xin lỗi không được. Và rõ ràng là hoặc anh là phàm, hoặc anh là thánh, điều đó trong bàn tay của anh. Anh đem tâm về dừng lại ngay nơi đây để sống đời sống rất là có ý nghĩa, anh cũng phải làm nó ngay bây giờ, đừng hứa hẹn ngày mai. Muốn xử sự tốt với người hãy làm ngay bây giờ, đừng hứa ngày mai. Ngày mai là cái bập bền nhất, ta không chắc ngày mai còn lại với ta đâu. Đó là câu đầu. Tâm phủ lóng tột cùng vật không thân. Nguyên văn chữ Hán là tâm phủ trừng triệt. Tâm phủ là gì? Tức là lòng của anh, trái tim của anh, mà nó trong veo, nó lóng lặng, thì tự khắc là mọi cái duyên trần bên ngoài nó sẽ không bám được anh. Anh là tấm gương phản chiếu mọi vật, chứ anh không phải là mọi vật. Chỉ vậy thôi. Và thưa các vị, cái chuyện này có những phút giây rất là may mắn các vị có thể nhận ra được. Ta vốn là tấm gương phản chiếu mọi vật, chứ ta không phải là mọi vật. Điều thứ nhất chúng ta đi vô là cái sự lóng lặng của tâm. Điều thứ hai, đó là hiện tượng và bản chất của tâm. Thưa đại chúng, là cái năng lực lóng lặng của tâm nó rất là màu nhiệm. Các vị mà lóng được tâm nó trong đến một cái độ nào thì cái khả năng nhìn thấy soi sáng của các vị nó sâu theo cái độ lóng của tâm thôi. Mình cứ tưởng là mọi việc mình giải quyết bằng cái trí năng của mình, tức là bằng cái sự suy nghĩ của mình. Thưa, không phải vậy. Nếu mà người nào có được một cái công phu quán chiếu để làm lóng lặng tâm á, thì các vị vận dụng trí năng của các vị nó sẽ bén nhạy hơn gấp nhiều lần so với người tâm thức họ luôn sao động. Người mà có khả năng làm cho ý thức của họ dừng, và khi cần họ vận dụng cái sự suy nghĩ, thì người đó giải quyết mọi việc nhanh, bén nhạy, trực tiếp và sáng suốt. Người nào mà họ để cho tâm thức của họ nó luôn sao động, những cái ý nghĩ thầm thì này luôn sinh khởi, thì cái năng lượng đời sống họ bị tiêu hao một cách rất là tội nghiệp. Điều thứ hai là cái sự bén nhạy của họ nó không thể có mặt để giải quyết mọi việc một cách trực tiếp, thỏa đáng, dễ dàng và thông minh được. Và mình cứ nghĩ là những nhà bác học họ phát minh ra những cái công trình tiện ích đóng góp cho cuộc đời bằng cái suy tư của họ. Thưa, không phải. Có những nhà bác học, những vấn đề hóc búa nó đến với họ, họ triền miên trong cái nỗi suy tư nhưng mà không giải quyết được. Bất ngờ họ ngủ giấc và bất thức, tự nhiên những cái công thức giải thích về mọi vấn đề nó hiện ra, họ viết một mạch. Chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên từ tâm thức lóng lặng, người ta mới thấy cái năng lực màu nhiệm của tâm và giải quyết mọi vấn đề. Và tất cả những cái tiện ích của khoa học nó đóng góp cho chúng ta hôm nay, từ cái bóng đèn cho tới cái máy hát, vân vân,
nó đều phát sinh từ cái vùng năng lượng của tâm được lóng lặng từ các nhà bác học, chứ không phải từ cái sự suy tư rối rắm của họ. Cái điều này nó được thể hiện trong đời sống các vị. Các vị nhớ là những lúc mà chúng ta hồi bé chúng ta học thi đó, có những buổi tối mình học hoài không có thuộc bài vở, đọc danh sách xét tập lại quên mất. Thế nhưng mà thưa các vị, mình ngủ giấc mình học lại thì mọi việc nó dễ dàng vô cùng. Và cái người thông minh nhất trước khi đi thi đó là người đó không phải ngồi vô đầu đâu, mà người đó ngủ một giấc cho yên bình tỉnh táo, đi thi thì thi đậu. Còn cắm đầu cắm cổ học tới giờ đi thi ôn tập vô thi thì rớt luôn. Cái này nó rất là dễ hiểu, là tâm ta mà lóng lặng được bao nhiêu thì năng lực phản chiếu của nó sáng tỏ bấy nhiêu và bén nhạy bấy nhiêu, trực giác của mình rất là mãnh lợi. Đó là cái năng lực lóng lặng của tâm. Và thưa các vị, trong nhân gian này có những lúc mà mình suy nghĩ, mình trả lời một câu, mình nói một lời, mình làm một việc, nó hư luôn cả một đời, chứ không phải dễ đâu. Và tất cả những cái hư hỏng nó phát sinh từ cái tâm thức rất ư là sao động, bất an, bồn chồn của ta. Bao giờ mà cái sự yên bình tĩnh tại nó có mặt thì mọi quyết định của các vị dường như ít có cái nào sai lắm. Các vị hãy thử nhìn cuộc đời mình tới chừng này, các vị biết được này ngay. Có những lúc mình nói mà mình không biết nói gì, do cái sự dắt dẫn của giận, của buồn, của thù hận ganh tị từ bên trong, cho nên nó gây đổ vỡ liền. Còn khi mà các vị có được cái tâm thái nó yên bình tĩnh lặng thì lời nói các vị, việc làm của các vị, cách hành xử của các vị nó mang đến cái nhịp cầu thương yêu nối liền giữa mình và người rất là dễ. Nó không phá vỡ tình bằng hữu, nó không đưa đến những cái sự ân hận đáng tiếc của một đời người. Đó là điều thứ nhất. Ta nói đến cái năng lượng lóng lặng của tâm nó đạt đến cái chiều cao chừng nào, hay nó đạt đến chiều sâu chừng nào, thì nó mang cái quà tặng, mang cái lợi đến các vị sâu chừng ấy. Thứ hai, một điều ta cần hiểu thêm là tâm ta có hai phần là hiện tượng và bản thể, tức là cái mặt nổi của nó và mặt chìm của nó. Đa phần mình chỉ sống trên cái mặt hiện tượng thôi, mặt nổi thôi. Mặt nổi nó biểu hiện cái gì trên đây? Vui, buồn, hờn, giận, những cảm thọ, cảm tính, những tình cảm vui buồn của ta, đó là mặt nổi của nó. Ở giữa cái phần nổi và chìm nó có một phần gọi là ý chí nữa. Ý chí quyết định việc nọ việc kia, đó cũng là một phần của hiện tượng chứ chưa phải là bản chất của tâm. Bản chất của tâm, thưa các vị, nó nằm ở dưới chiều sâu, không hề có một lượng sóng nào của biển có thể động được dưới mặt nước cả. Nó chỉ là cái phần biểu hiện bên trên thôi. Nó cuồng nộ, nó gầm gừ, nó sóng cấp 7, cấp 8 gì, cái đó là cái chuyện trên mặt biển. Còn ở dưới này muôn đời vẫn phẳng lặng và yên bình. Dông bão nó có thể làm cho cả đại dương này cuồng nộ, thế nhưng mà nó không thể làm cho lòng biển hay là dưới đáy sâu của biển có cái gì sao động cả. Muôn đời vẫn bất động. Cái cơn bão vậy, hay là cái cơn trốt vậy, thưa các vị, nó là cái ngoại vi thôi. Không hề có cái tâm bão nào, tức là con mắt của cơn bão đó, không hề giữa cái tâm bão mà nó có sự sao động bất an cả. Các vị nhìn những cái cơn trốt nó bốc những chiếc xe chở xăng chở dầu lên tới tầng cao vậy, thế nhưng mà ở giữa nó vẫn có cái vùng trời bình yên bất động. Nó có con mắt của cái bão, nó luôn yên bình bất động. Thì hiện tượng đất trời cũng thế, hiện tượng tâm thức ta cũng thế. Đi vào cái chiều sâu của tâm thì xưa các vị có một vùng rất là yên bình, đó được gọi là bản chất của tâm. Bản chất hằng hữu của tâm ta, nó vốn là bất động, vốn là yên bình, vốn là chói sáng. Và mình đừng tưởng phải tìm đâu xa cả. Ngay bây giờ ở đây, các vị khéo thì các vị nhận ra bản chất của tâm các vị vốn là yên bình, tĩnh tại, bất động liền thôi. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an bị các vị nhìn thấy, mình chỉ cần có một chút thông minh thì cái điều này nó rất là dễ hiển hiện trong đời sống tu tập của chúng ta thôi. Ta nhìn thấy buồn, ta nhìn thấy giận, ta nhìn thấy lo lắng, bất an, thì
cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an là cái bị thấy. Ta là cái thấy. Cái điều này các vị quay về, các vị chiêm nghiệm thì rõ ràng nó là cái đang có và các vị đang sử dụng cả một đời. Có điều tội nghiệp cho mình là mình cứ chạy ra ngoại vi thôi. Mình chạy ra cái vòng ngoài của cơn bão, mình không chịu ngồi ngay giữa con mắt của cơn bão, giữa tâm bão, giữa lòng của cái cơn trốt, thì cái sự bất động nó có mặt liền thôi. Các vị là cái nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị biết. Các vị là cái thấy, chứ không phải là cái bị thấy. Các vị là chủ thể, chứ không phải là đối tượng. Thế mà ta quên, ta thấy ta là đối tượng thôi. Ta quên. Thế thực tế thì chỉ cần làm mỗi việc là chớp mắt là các vị là cái nhận biết. Các vị là Đức Phật đang ngự nơi trái tim đây, và sự yên bình bất động đang có mặt nơi đây, và không cần tìm đi đâu cả. Thưa các vị, tu rất là dễ, trong chớp mắt mình là thánh, chứ không phải là trải qua hà sa kiếp gì hết. Một, anh liễn đời anh vào phiền não, anh là phàm phu. Hai, anh là người nhận diện tất cả những cái đó là cái bị thấy, thì anh là thánh. Thế thôi. Mình thích liễn cuộc đời mình để cho buồn, cho giận, cho nổi, cho chìm, thì mình cứ liễn vô. Rồi mình thích làm thánh thì mình an trú ngay cái vùng trời bất động để nhìn thấy mọi thứ đang diễn hành, đang trôi. Thế thôi. Chứ không có ông thần, ông thánh nào mà giúp các vị cả. Các vị phải tự làm lấy điều này. Một, ta là phàm. Hai, ta không phải phàm thôi. Nó dích chắc, tức là nó xây dịch từ bên này qua bên kia rất là gần, rất là nhanh. Nếu đạt được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này rồi, thì thưa các vị, muốn tu hay không tu tùy ở các vị. Muốn là phàm hay muốn là thánh tùy các vị. Muốn chìm ngập trong phiền não khổ đau thì ta hãy luyện mình vào phiền não khổ đau. Muốn vượt thoát đó thì các vị phải tự vươn lên để vượt thoát. Thế thôi. Và con đường nó rất là rõ. Anh hãy chọn. Hãy chọn cho anh. Anh thích làm chúng sinh nổi trôi trong luân hồi thì anh hãy thả cuộc đời anh nổi trôi. Anh thích ngay bây giờ ở đây anh vượt thoát phiền não khổ đau thì anh sống với cái bản chất của tâm anh. Cái đó nó đã có từ bao đời, nó đang đợi chờ để cho các vị mở cánh cửa và sống được với nó, chứ không phải là xa xôi gì cả. Không có cần ai làm thêm một cái gì cả, không có cần phải có thêm một cái phụ tùng gì cả. Anh đã đủ. Và trong lời đầu của Ngài Trường Nguyên, Ngài nói là, mình đọc lại để các vị thấy nó hay. Lạ thay, tại sao các chúng sinh này có đủ trí tuệ Như Lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết. Các vị nhìn coi, các vị không thiếu gì hết. Đức Phật có cái gì ta có cái ấy. Chứ không phải là tu hà sa kiếp gì cả. Ngay bây giờ ở đây, một là anh là thánh, hai anh là phàm thôi. Anh cứ luyện cuộc đời anh vào phàm để anh phàm. Thế thôi. Anh đồng quá anh vào những cái lớp mặt nạ anh đeo, thế thì anh là cái mặt nạ. Còn nếu anh thấy không phải mặt nạ là tôi là mặt thật, thế thì anh là mặt thật. Mình mang nhiều lớp mặt nạ lắm, hãy gỡ nó ra đi. Hãy thấy thật con người trọn vẹn của chính mình đi. Và thấy mình trọn vẹn thì các vị lìa được khổ thôi. Bốn câu đủ tu rồi, đủ thành Phật rồi. Một, anh là Phật. Hai, anh không chịu làm Phật. Thế thôi. Và đa phần chúng ta cứ than, tôi khổ quá, tôi tức sôi gan, rồi làm sao tôi có thể sống nổi. Tôi bị phù bạc như thế này, tôi bị phản bội như thế này, làm sao tôi sống nổi. Thưa các vị, mình vơ những cái phiền não bất an của bên ngoài vào tự thân mình để mình thấy mình khổ, chứ thực tế thì những cái đó nó không phải là các vị. Nhìn kỹ mà coi, những cái mà mình thấy mình thất vọng, mình khổ đau, mình bị phụ bạc vân vân, những cái đó mình vơ vào, mình ôm nó vô trong tự thân mình để mình tự làm khổ mình, chứ tự thân các vị không có những cái ấy. Hãy nhìn kỹ mình coi. Kể cả những cái vui buồn hờn giận còn không phải là mình thay, thì tất cả những cái phụ tùng để vui buồn hờn giận nó làm sao là các vị được chứ. Tất cả những cái điều kiện bên ngoài nó tác nhân để cho các vị vui buồn hờn giận, phải không? Người ta mắng chửi mình, phụ bạc mình, ma lị mình, tất cả những cái đó là cái điều kiện để các vị buồn, các vị giận. Tất cả những cái ấy là để cho các vị khởi lên cái nỗi niềm thất vọng, khổ đau khi bị
cái việc này mất mát, bị việc kia phụ phàng, bị việc nọ, vân vân, mọi cái, tất cả những cái là cái điều kiện để tác động, làm nên bao nhiêu nỗi niềm trong tâm thức các vị. Nhưng mà bản chất của tất cả những cái sinh khởi trong tâm thức của các vị còn không phải là các vị thai. Các vị là người nhìn thấy nó, nó chỉ là bóng dáng hiện ra trước mặt cái ngọn đèn thôi. Giống như cái bìa của cái ngọn đèn cái quân, giống như cái lồng đèn vậy nè. Người ta khắc những hình anh lính vậy, và cái bóng đèn nó cháy để cho cái vòng tròn nó quay quay. Tất cả những cái buồn giận của các vị là hình ảnh của ngọn đèn kéo quân, còn các vị là ngọn đèn bên trong, chứ không phải là cái hình ảnh bên ngoài chạy chạy gì đâu. Mà mình nói là tôi khổ quá, thế thì mình là cái gì? Mình đồng quá mình với những cái tác nhân bên ngoài, chứ không phải mình đồng quá mình với hình ảnh của cái ngọn đèn kéo quân đâu. Tức là mình chạy rất là xa ra bên ngoài, trong khi cái đó không phải các vị. Các vị là ngọn đèn, các vị là sự chiếu sáng, các vị là mảnh gương soi sáng mọi thứ hiện hình, chứ các vị không phải là hình ảnh trên mảnh gương. Hình ảnh hiện trên mảnh gương còn không phải là ta thai, huống nữa là những cái bên ngoài nó soi bóng vào mảnh gương. Mình nói cái đó tôi, chặt cái trúng, quá chặt. Mình gắn đời mình vào ông A và B, chặt cái trúng, quá ư là vô minh. Nếu nói cho kỹ thì nó là như vậy. Biết lòng nhau xin chịu nghe, rõ ràng là như vậy á. Rất là sai lầm. Cái điều mình nói tới nói lui với các vị và nói riết nó trở thành nhàm, đó là hãy nhìn lại coi ta mang cái gì đến đằng đời này. Ta đến nhân gian thì ta mang cái gì theo? Không có gì cả, không dính dáng cái gì cả. Và hôm rồi thì mình mất một buổi ngồi nói chuyện đủ thứ chuyện trời tanh mây nước, và chung quy lại chỉ có một chuyện đó mà thôi. Cái chuyện con người thậm ư là vô minh, đồng quá mình vào con của mình. Có khi tu mấy chục năm mà vô minh đến nỗi là con tôi mà nó không tu là tôi chết đó. Thiệt là vô minh. Con tôi mà nó không nghe lời tôi thì tôi tự giận đó. Và cũng thiệt là vô minh. Và thưa các vị, cái điều nó xảy ra trong cuộc đời này và cái nỗi bất hạnh lớn nhất của đời sống con người đó là cái sự bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu. Vì như gia đình nào cũng nếm cả. Bản thân các vị cũng không mấy gì thương bà mẹ chồng các vị đâu. Theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà hãy nhìn mà coi, xưa từ bà cố, bà nội cho tới ta, cho tới bà ngoại ta đều đi một cái con đường rất là dài như vậy. Đời sống con người khi rời khỏi đời sống gia đình, bắt đầu có gia đình riêng rồi thì cái sự thương yêu của mình gắn với người hôn phối của mình nhiều hơn với bố mẹ mình. Và không hề có một bà mẹ nào khi có cô dâu mà không cảm thấy là cái con người xa lạ này nó vô nó chia sẻ tình cảm của con mình, tự nhiên cái mình bị người ta cướp mất tình cảm của đứa con. Và đời sống gia đình, thưa các vị, người nào mà có một mẹ một anh con trai thì cái chị nào vô làm dâu đó là gan cùng mình á, đa phần là như vậy. Bà mẹ kia rất là ganh tị với con dâu, dù con dâu rất là có hiếu nhưng mà trong lòng cái sự cay đắng tự nhiên nó có mặt thôi. Và cái tâm thức thông thường nhất của đời sống con người là cô gái nào trong thâm tâm, trong chiều sâu vẫn có một cái gì đó rất là bất mãn với bà mẹ của mình, và có một cái sự liên hệ thân tình rất là sâu đậm với người bố của mình. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt đó là dù là không mấy ưa bà mẹ của mình, nhưng mà chị ta học cái tính cách con gái từ bà mẹ chứ không phải từ ông cha. Và cái quy luật của ái nghiệp nhân gian nó là như vậy. Và cái nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người là đa phần nó xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu từ quá khứ cho tới hôm nay và ngàn vạn kiếp sau cũng như vậy. Đó là quy luật rất là tất nhiên. Cái điều nó kỳ lạ vậy. Và mọi cái khổ ải nó phát sinh, các vị thử vỗ lòng tự hỏi coi nó từ đâu mà sinh ra vậy.
từ đâu mà sinh ra vậy? Thưa, từ nghiệp thức lầm lẫn của chúng ta, ta thấy ta là cái bóng bên ngoài gương mà ta quên, ta không phải là những thứ ấy. Ta gắn đời mình vào những thứ phụ tùng. Phụ tùng đó là mẹ của ta, con của ta, bố của ta, người yêu của ta, vân vân. Ta quên mất một điều là những cái nó không phải là ta. Nó là cái bóng là một. Ta đến nhân gian này ta không mang theo những cái thứ lụm đổm ấy. Ta mượn người kia để có mặt trong cuộc đời. Và một giai đoạn của một kiếp sinh linh chứ không phải là trường viễn kiếp ta gắn liền với mẹ của mình hoài đâu. Kiếp này đến với hành tinh này, ta mượn người này để có mặt. Không mượn người này thì ta mượn người khác. Chứ không có nghĩa là không có người đàn bà này ta không có mặt trên cuộc đời. Cũng như các vị lớn lên thì không có người này thì các vị sẽ có người hôn phối khác. Chứ không phải là cả cuộc đời các vị gắn vào người này đâu. Chắc như vậy thôi à. Thưa, cái vấn đề này nếu mình đứng ở góc cạnh khác mình sẽ giải thích. Nhưng mà cái giải thích này để đưa các vị trở về cái nhận biết rằng các vị bản chất không phải là có mặt trong cuộc đời để dính với những cái lòng thòng khổ đau. Cái khổ đau do các vị tự chọn, tự gắn mình vào tất cả những cái khổ đau, tự bám vào những cái khổ đau, tự chấp những cái đó là mình, dính với mình. Và vấn đề nghiệp thì chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện về vấn đề nghiệp. Nhưng mà chúng ta nên hiểu như thế này. Nghiệp của ta dính với người này, không dính với người này. Thưa các vị, nó cùng một cung bậc nghiệp. Chứ không phải là phải con người này mới dính. Tức là cùng một tâm thức, cùng một nghiệp thì nó hút với nhau như vậy. Chứ không có nghĩa là anh tìm quanh quanh phải có con người này để anh trả nghiệp. Có khi nó không phải vậy đâu. Cái hệ nhân quả dây chuyền nó rất là rộng. Có khi ta vay của người này, nhưng mà ta trả với người kia. Chứ ta không phải là tìm con người này để trả. Nếu cuộc đời này các vị thọ ơn với một người, và có khi các vị không cần tìm người đó để trả ơn, mà các vị gặp người khác các vị trả lại cái ơn đó, thì cái nhân quả nó cũng là một vòng tròn xoay vòng. Chứ nó không nhất thiết là ta thọ ơn người này phải trả với người này. Ta thọ ơn từ người này nhưng mà ta trả với người kia. Và cái người thi ơn với ta, họ sẽ nhận được cái món quà từ người khác trả lại họ. Nhân quả nó là một vòng rất là xa như vậy. Chúng ta đi thêm một câu nữa. Thể vốn tự nhiên ứng vật vô ngăn. Thưa đại chúng, là cái tự thể tâm của các vị vốn là trong, vốn là lặng, vốn là sáng và phản chiếu. Đó là tự thể của tâm. Thế nhưng mà từ cái lúc mình có mặt giữa trần đời, bố mẹ mình, môi trường sống xung quanh và kể cả học đường dạy cho mình, cứ mỗi một năm mình mang vào một lớp mặt nạ. Cái dần dần tới cái tuổi này mình thấy mặt nạ đó là mình, chứ mình không thấy cái mặt thật của mình là mình. Mặt nạ là cái gì? Thưa đại chúng, là lần đầu tiên các vị có mặt trong cuộc đời đặt cho cái tên. Các vị thấy tôi tên này. Người ta không cần chỉ thẳng mặt các vị, người ta chỉ cần viết một cái thư bằng ngôn ngữ chữ nghĩa, người ta đề cái tên của các vị vào đó, gửi tới các vị thì cái cơn tâm vành lục tặc của các vị nó nổi lên, chứ chưa cần chỉ mặt đích danh để chửi bới gì đâu. Mình lòng quá mình vào cái tên. Người ta nói xa xa thôi, chẳng hề nói dính chi tới mình, nói từ năm rồi. Và năm nay cái thông tin đó nó đi một vòng rất là xa, nó đến với mình, cái mình cũng nổi giận được. Thế thì rõ ràng là mình đồng quá mình với cái mặt nạ tên của mình. Người ta trực tiếp người ta chửi, thì nghĩ là chửi vào cái mặt này thì giận cho phải. Còn này, họ viết cái thơ, họ ghi cái tên mình thôi. Ví như cái tên đó mà nó không có trùng cái họ với mình thì mình nghĩ chắc chửi ông khác chứ không phải chỉ mình. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình đồng quá mình với cái tên, nó là cái lớp mặt nạ rất là dễ hiểu. Rồi khi lớn lên mình được dạy cho biết là người Việt Nam có tới 4.000 năm văn hiến, có nền văn hóa để tự hào, có cái phẩm chất của người Việt rất là kiêu hùng, đã từng bị bao lần ngoại xâm, vân vân, nghĩa là tồn tại được cho tới hôm nay cái niềm kiêu hãnh rất là lớn lao, cho nên mình trồng thêm một cái mặt nạ tự hào về người Việt. Qua tới đất Mỹ này, người ta chỉ cái tên da vàng đó
là cái tên mọi, ví dụ thế. Mình giận vô cùng, mắt đổ mắt, răng đổ răng với mấy cái tên mà nó dám sỉ mạ người Việt da vàng như thế này. Thưa là mình trồng thêm một lớp mặt nạ nữa, có nghĩa là cái trình độ tri thức của mình nó theo với ngày tháng nó dày bao nhiêu thì cái niềm tự hào, tự ái dân tộc vân vân mọi thứ nó trồng dày lên bấy nhiêu. Và nó càng dày và mình tự hào về cái mà người ta sơn phết vào mình bao nhiêu thì thưa các vị, cái nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, cay đắng, cái mặt thật của mình bị che lấp mất bấy nhiêu thôi. Rồi lỡ mình sinh ra trong cái dòng con vua cháu chúa, mình có cái họ như mấy anh Mỹ này, có họ tổng thống, họ Kennedy chẳng hạn, thế thì người ta đụng tới cái họ Kennedy chứ đụng mình đâu, thì mình đã nổi giận rồi. Nghĩa là nhiều lớp mặt nạ nó chồng theo tháng năm dài, cuối cùng mình quên tự thể tâm của mình, hay nói cách gần gũi, quên mất mình đến giữa trần đời này mình không hề mang theo cái gì cả, tên tuổi, niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, vân vân mọi cái nó đều sắp hàng đến sau khi anh có mặt. Anh có mặt ban đầu anh không có là gì cả. Còn mình lui về cái chiều sâu nhất của đời sống mình thì thưa các vị, nếu các vị là cái nhận biết, thế thì cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an đều là những cái lớp mặt nạ bên ngoài bao phủ cái sự nhận biết của các vị, chứ không phải là các vị. Đó là lui tận cùng chiều sâu. Thế thì cái điều thứ nhất ta nhận diện là tự thể tâm của ta vốn là vô ngã, không có cái gì cả. Và sở dĩ cái ngã nó có mặt là do vì cái nhận biết của các vị, cái tri thức của các vị, do xã hội tập tành, bố mẹ đặt cho, nhà trường ban tặng, tri thức của các vị lớn từng ngày tạo thành cái lớp bản ngã của các vị. Ngần đó đủ làm bản ngã ta chưa? Thưa chưa. Bản ngã nó có mặt là do vì tâm thức mình lui về quá khứ để có một cái chiều dài rất là dày về quá khứ của mình để tự hào, cho nên bản ngã có mặt. Thế thôi. Nếu mà tâm thức ta nó không lui về quá khứ, lục lọi hồ sơ, thế thì thưa các vị, người đó tự nhiên cắt mình ra khỏi những cái gì của quá khứ vui buồn và thời gian tâm lý nó không có mặt trong tim các vị, thì cái bản ngã nó rơi rụng thôi. Cái buồn, cái giận là cái nó hiện khởi rất là gần, thế nhưng mà nếu tâm các vị nó không có lui về hậu trường bên sau để nó lục lọi hồ sơ thì buồn giận cũng không thể sinh khởi dễ nữa. Các vị đối diện với từng người bằng cái nhận biết bình thường. Thế thì thưa một điều chắc chắn là buồn, thương, giận, ghét nó không sinh khởi. Mình nhìn một người, mình nổi giận đùng đùng là tại vì quá khứ của người kia đã từng gây hấn với mình, cho nên nhìn cái quá khứ mình tràn về cái mình nổi giận. Rồi nhìn một người, dù rằng mới gặp lần đầu, thế nhưng mà tự nhiên trong tâm thức mình nó tràn dậy một cái sự yêu thương gì đó. Thế thì quá khứ ta đã cất giữ một cái hồ sơ về con người kia, dù rằng người mới gặp lần đầu, nhưng mà trong tâm thức ta cái ấn tượng về hình ảnh con người như vậy, cách hành xử như vậy, cái nụ cười như vậy là ý trung nhân của ta. Thế cho nên nhìn cái là bị thần ái tình đánh một búa liền, ngã cái đuổi liền, chết liền thôi. Và không hề có cái gì không sinh khởi từ cái hậu trường tâm thức của các vị mà đẩy các vị vào con đường buồn giận ghét thương cả. Thế thì bản ngã của ta, buồn giận của ta, ghét thương của ta, nó đều sinh khởi từ một chiều dài rất là dày bên trong miền tâm thức của các vị, tức là những hạt giống của các vị đẩy ra. Và tất cả những cái nó làm thành cái lớp mây mờ bản ngã che lên đời sống của ta thôi. Đó là ta giải thích tự thể của tâm hai phần, nhiễm và tịnh. Có mặt cái bản chất trong sạch và có mặt cái phiền não bất an, phàm phu, lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Nó từ cái con đường ngắn như vậy mà thôi. Và cái điều chúng ta đi vô để có thể thực tập kết thúc cái bài kệ này, đó là làm thế nào, cái phương pháp nào, cái con đường nào để mình lóng lặng tâm. Tức là cái con đường nào để chúng ta có thể trở về được tự thể của tâm, để có thể an nhiên ngay cái chỗ bóng trần phiền não mà xa lìa mọi bóng trần. Ở trong cuộc đời vô thường sinh diệt này mà mình xả ly được vô thường sinh diệt.
dừng được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi, cái phương pháp nào, cái con đường nào để trở về ngay nơi tâm của các vị an trú, ngay nơi đầu nguồn tâm thức yên bình lóng lặng tỏa sáng của chính các vị. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Thưa đại chúng, là không có cái con đường nào mà tuyệt vời bằng cái con đường an trú ngay nơi sát na hiện tiền, ngay nơi phút giây hiện tiền đi. Mình để ý là nếu các vị không có thực tập được chánh niệm đem tâm về an trú ngay bây giờ và ở đây thì buồn giận phiền não mọi thứ nó phát sinh ngay. Và cái giây phút hiện tiền này nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà mình rời nó một chút thì thưa ba cõi sáu đường lập tức mở ra. Và các vị an trú ngay nơi sự nhận biết, làm cho tâm thức các vị tâm có mặt ngay nơi thân, dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Thế thì các vị đoạn trừ được phiền não bất an và mọi thứ vui buồn theo đó bị gió cuốn trôi đi hết. Mình thử để ý coi, không có cái buồn, không có cái giận, không có cái phiền não bất an nào mà không sinh khởi từ cái tâm thức chạy lui chạy ngược của các vị về quá khứ hoặc hướng tới tương lai. Lo lắng nó phát sinh là do vì chuyện chưa tới mà mình để cho tâm thức mình nó đi rất là xa, nó suy nghĩ về viễn ảnh của cái chuyện đó sẽ xảy ra. Rồi cái buồn, cái giận của các vị nó phát sinh là do vì các vị để cho tâm thức trở lui về quá khứ, lục lọi những cái hồ sơ buồn giận để các vị tự hành hạ cuộc đời mình. Thế nhưng có một điều đặc biệt là chúng ta không có kiên nhẫn, không có gan để sống được ngay cái phút giây hiện tiền. Tại vì phút giây hiện tiền nó rất là bình thường, nó nhạt nhẽo và nó có vẻ lặng lẽ, quạnh quẽ, cô liêu, cho nên mình rất là sợ phải đối diện với đời sống của mình ngay bây giờ. Mình thấy sao nó bình thường, nó nhạt nhẽo quá. Lỡ mà đời sống mình không có việc để làm, không có việc để bận rộn, để lo âu, không có cái buồn, cái giận gì nó gợi lên thì các vị cũng phải mở cái TV ra. Các vị cũng phải làm cái gì đó, đọc một trang sách, hoặc là gọi điện thoại ông A và B gì đó là nói chuyện hàng giờ. Nghĩa là ta rất là sợ phải đối diện với cái giây phút hiện tiền trống vắng như thế này. Đó là cái con đường vượt thoát mà chúng ta làm hàng ngày. Cho nên người thông minh nhất muốn đi vào chiều sâu của tự thể mình thì không có cái con đường nào khác bằng cái giây phút hiện tiền. Các vị phải chịu khó an trú nó ngay bây giờ ở đây. Thế nhưng mà trên cái lý thì như vậy, và cái phương tiện mở ra để làm thế nào chúng ta có thể nắm được cái phút giây hiện tại để thực tập. Thưa các vị, không có một phương pháp nào vượt thoát ngoài cái phương pháp tuyệt vời đó là các vị nắm lấy hơi thở cả. Các vị nắm lấy hơi thở đi vào chiều sâu bên trong thân các vị mới được. Đức Phật dạy một câu rất là trí tuệ và cũng là phương pháp rất là vững chắc để chúng ta có thể thực tập được, làm cho mình có được định, có được trí tuệ là hơi thở thôi. Hãy hình dung là hơi thở mình nó mới đi vào bên trong. Và hãy hình dung là nếu hơi thở các vị mà được cái sự nhận biết của các vị gắn vô, thì hơi thở đó có năng lượng của chánh niệm rất là ấm áp. Các vị hít vào nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Ở bước đầu rất là cạn, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, các vị hãy làm một việc rất giản dị chứ không cần làm gì nhiều và ghê gớm cả, là hãy nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Và một phút, hai phút thôi thì những cái buồn, giận, ghét thương các vị nó theo hơi thở nó bay mất rất là dễ. Và dần dần là chúng ta sẽ có một thói quen là bất cứ cái việc gì sửa soạn làm, chúng ta đều thử làm một điều là an trú tâm ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra thôi. Và thưa các Phật tử, là rất nhiều người họ làm những công việc vô cùng bận rộn, họ phải đối diện với ngàn vạn điều khó khăn, nhất là những người ở trên đất Mỹ này, họ làm những cái nghề như là kinh doanh địa ốc hay là mua bán nhà cửa, họ tiếp xúc với khách hàng, hoặc là họ làm mấy cái nghề nghiêm trọng hơn nữa là làm cái nghề bán bảo hiểm thôi. Nó rất là căng thẳng. Ấy vậy mà họ chỉ cần làm mỗi việc là có một phút, hai phút rảnh rang thì họ nhiếp tâm an trú ngay nơi hơi thở, thở vào, thở ra. Nhận biết hơi thở đang đi vào,
chẳng biết hơi thở đang đi ra, mà họ làm cho tâm họ lắng dịu, họ làm cho đời sống họ bình yên, họ làm cho niềm vui sinh khởi ngay trong đời sống họ. Những cái căng thẳng, lo âu, buồn phiền tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ. Và người nào thực tập rồi mới thấy cái công năng kỳ diệu của nó. Và xa hơn nữa, thưa các Phật tử, là các bậc thánh La Hán của Đức Thế Tôn ngày xưa họ đi vào con đường thiền tập bằng cái cách này thôi. Nắm hơi thở để đi vô thôi. Và từ hơi thở họ chứng được thánh quả A-la-hán hiện tiền. Và chúng ta học, thưa các vị, mình học ngàn kinh muôn sách mà mình không có thể thực tập được cái điều giản dị nhất thế này thì không có chuyển hóa được thiền dẫn trong ta, không có làm cho đời sống chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc. Các vị giận, các vị thử làm một việc, nắm lấy hơi thở, thở năm ba hơi, cái giận tự nhiên nó dịu xuống và nó bay đi. Các vị đang buồn, các vị thử nắm hơi thở và các vị ngồi thừ người ra. Hoặc là các vị nằm duỗi dài trên giường của các vị thở chừng năm ba hơi, thì cái buồn của các vị tự nhiên nó cũng bay đi. Khi lo lắng bất an nó đang xáo trộn đời sống mình, làm mình rất là xao động, mình thử thở năm ba hơi coi. Đem hết cái sự chú ý của mình đặt vào để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi, thì các vị sẽ thấy là buồn giận tự nhiên nó bay đi. Và con đường tu thưa các vị phải thực tập, chứ không có nghĩa là mình nói. Mình lợi dụng những phút giây nó xen kẽ giữa việc làm mình thực tập, chứ mình đừng nghĩ là phải có thì giờ, một giờ, hai giờ. Người ham tu, người biết trân quý đời sống mình thì đang làm việc, thế nhưng mà cần thiết thì ngồi buông lỏng thân ra rồi thở năm ba hơi. Thưa các Phật tử, là nếu tôi mà kiếm thì giờ để tu thì tôi không có thì giờ. Tôi chỉ làm cái công việc tu tập xen kẽ vào khoảng trống của một ngày thôi. Leo lên xe ngồi, từ Lộc Nguyễn đi dạy học, đó là thì giờ tu. Rồi những buổi dạy thế này, uống một cốc nước là thì giờ để mình nhiếp tâm ăn trú nghe hơi thở, thở vào thở ra thôi. Nếu còn đang nói thế này, thưa các vị, cái dòng chữ từ trong tâm thức mình nó cuồn cuộn nó đi ra, mình phải nói để cho cái ý nó được mạch lạc. Cho nên dừng một phút, dừng nửa phút, dừng hai ba hơi thở, đó là cơ hội để chúng ta hồi tâm lại. Và có như vậy thì đời sống của mình, thưa các vị, càng ngày mình càng đi vào chiều sâu. Các vị an trú tâm được ngay nơi hơi thở, nhận biết đi vào đi ra được, rồi dần dần các vị mới thấy thân là của tôi. Tôi nằm sâu với tôi, không phải là thân. Mình sẽ không đồng hóa mình vào thân. Rồi mình sẽ không đồng hóa mình vào những cái vui buồn khinh khởi. Vui buồn hờn giận nó diễn hành ngang qua tâm thức. Ta là người nhìn thấy nó, chứ ta không phải là nó. Rồi ta không có trốn trải những giây phút mà trống trải, lặng lẽ, cô đơn gì cả. Ta không cần bất cứ ai để làm cho ta có niềm vui cả. Tự làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui thôi. Ngồi thưởng thức từng hơi thở của mình là hạnh phúc. Uống một cốc nước một mình là hạnh phúc. Quét cái nhà là hạnh phúc. Lau cái bàn là hạnh phúc. Giặt bộ đồ là hạnh phúc. Xếp cái áo cái quần là hạnh phúc. Và mọi việc nó đến với đời sống mình hân thưởng đó, mình thưởng lãm đó, mình thấy là đây là cái điều kiện để mình tu, chứ không hề có cái việc gì nó chống trái với việc tu các vị cả. Rồi thậm chí người ta mạ lị, sỉ vả, nói nặng nói nhẹ các vị lắng nghe. Thế nhưng mà ai có thể bảo là lúc đó ta đang thiền dẫn được. Mình lắng nghe, nhưng mà mình là người đang nhận biết cái lắng nghe, nhận biết âm thanh của người đi vào, không hề để cho cái buồn, cái giận, cái bực bội nó khởi phát trong tâm thức mình. Thế thì mọi việc trở thành thuận duyên trong khi các vị tu rất là dễ. Và từ cái hơi thở đi vào, dần dần ta mới không đồng hóa ta vào thân, không đồng hóa ta vào vui buồn, không đồng hóa ta vào sự suy nghĩ. Ta an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của chính ta, thì lúc đó là cái con đường tu của các vị đạt đến cái chiều cao. Các vị mới có thể là người tự hào mình sống xứng đáng một kiếp người. Bằng không thì 50 năm, 70 năm như cuộc đời nó ngắn vô cùng, nó qua cái vèo là mất. Rồi tới lúc các vị hối hận vô cùng, là một đời rất là dài, 70 năm của mình
phiền não, khổ đau, buồn, giận, ghét, thương nó tràn đầy, chứ không có một ngày có được niềm vui và hạnh phúc gì cả. Rồi cuối cùng, thưa các vị, mình ra đi khỏi hành tinh này mình vô cùng bận bịu, mình tiếc, mình đuối, mình quằn quại khổ đau với những cái mình chưa làm được. Rồi nói cái chuyện yêu ghét của các vị cũng không thể ra đi một cách thanh thản được. Thưa, cái con đường duy nhất để chúng ta càng ngày càng đi vào chiều sâu của sự tu tập là các vị hãy thực tập trên hơi thở của các vị. Học 10 năm học Phật, 20 năm học Phật. Nếu mà chúng ta không thực tập thì thưa đại chúng là cuộc đời mình vẫn cứ chìm trong phiền não khổ đau thôi. Cho nên cái quan trọng là các vị phải lợi dụng từng chút thì giờ của đời sống để thực tập. Thực tập điều này rất là căn bản. Mình không chắc là ngày mai mình có điều kiện hay không. Và hãy nắm lấy hơi thở để thực tập. Có như thế thì đời sống của mình nó mới không quan phí. Bằng không thì các vị phí phạm một đời người rất là uổng. Đó là chúng ta tổng kết đi ngang qua cái bài thơ của Ngài Trường Nguyên, Ngài gửi gắm cho chúng ta. Và xin nhớ là cái câu pháp ngữ của Ngài là cái điều kỳ lạ là mọi người đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, thế mà không nhận, không chịu xài, không đem Phật của chính các vị mà sử dụng những cái rất là chúng sinh để làm cho mình nổi chìm trong sinh tử rất là tội. Hãy thấy mình là cái tâm Phật bất động, hãy thấy mình là ngọn đèn, đừng thấy mình là cái lồng đèn, cái quân. Hãy nhớ như vậy. Rồi xin phép dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.